Rồi tiếp tục em. Buổi học trước ta làm cái trong này à? Đây. Admin này. Login này, đúng không? Được chưa? Không được là làm cái này cái gì đúng không? Đúng chưa? Vào chúng ta làm được chức năng gì đây nhỉ? Mấy cái chức năng này làm được chưa? Thử nhé. Thử cái đế của con của em. Rồi. Thứ nhất, ấn vào thay đổi trạng thái. Rồi được luôn. 32 xóa. 32 xóa. Xóa được luôn. Xong rồi, hai chức năng này ok ha. Rồi sao nhỉ? Thùng rác. Khôi phục. 32 khôi phục được, xóa bệnh viện. Được chưa? 34. Xóa được luôn rồi, như vậy xong rồi. Thế giờ ta chỉ còn hai cái chức năng nữa là cái gì? Thêm. Đây. Thêm ha, tập trung này. Tập trung này. Khi mà thêm thì ta cần là gì? Giờ hiện tại nó đang bị lồi này. Chú ý đi, nó lồi gì ta rút ra từ đó này. Hai lồi này. Rồi ha. Thì tôi sẽ mở suộc ra ta làm để các bạn thấy nha. Rồi. Đừng nói chuyện nữa. Không nói chuyện nữa. Demo lớp A admin và view. Con gì đang làm gì? Category. Ở đây đang thiếu một tập tin có tên là gì? Insert ra, insert. Thế thì tôi copy cái tập tin này ra, ta làm nhanh nhanh nhé. Rồi ta đổi lại là chữ in ý. Insert. Giờ chạy ra nó không bị lỗi nữa, đúng không? Không phải bị lỗi nữa. Nhưng chú ý nó là insert, chứ không phải là gì? View. Đó phải cái xuống với này ta sẽ bỏ bớt đi. Cái phần list này không quan tâm này. À, cái này ta đổi lại là gì? Thêm mới loại sàn nhé, nhân phẩm này. Rồi bút tầm cái nút này, khi mà ta ở nút thêm thì ta không chạy vào thêm nữa. Các bạn ở chỗ này ta không có nút này nữa, mà ta sẽ có nút gì? Nút thoát thì các bạn chỉ cần bỏ cái này đi nhỉ. Thì cái nút này ta đổi tên lại là nút gì? Nút thoát này. Đó. Run to lên nha. Rồi. Cái phần trong body nó bỏ này. Phần trong body bỏ này. Đó. Thế thì giờ ta sẽ thiết kế cái phần thêm. Ta sẽ thiết kế phần thêm. À. Nhưng chú ý này. Không. Thì ta phải gì? Mở form và đóng gì? Đóng form. Mở form ta để ở trên. Để trên này. Ta đưa vào đây một cái thẻ gì? For all form, form. Name. Name. Room to lên nha. Name. Rồi tên form, ví dụ là form 1 cái gì? Ví dụ đấy. Action thì quan trọng, được không? Action là cái gì quan trọng nhỉ? Many. Method. Method thì hôm chúng ta dùng mặc định là gì? Bot nha, đóng lại. Rồi, action đến đâu? Action đến index.php. Hỏi option bằng category. Nếu như ta ghi thế này là action đến cái trang quản lý. Action đến trang quản lý, thế thì tôi sẽ thêm một cái tham số nữa. Đó là get bằng row. Đó, process xử lý nha. Xử lý. Rồi. Thì ở đây là form thì cuối cùng ta sẽ đóng lại gì? Form, đóng lại form. Được chưa? Và ở trong này nè. Trong này nè. Ngoài cái nút quay lại thì ta sẽ có một cái nút gọi là bút tầm. Bút tầm, đóng lại bút tầm. Đóng lại bút tầm. Bút tầm này kiểu là submit. Được chưa? Kiểu là submit. Name là gì?
thêm, nên là thêm. Và quan trọng là gì? Gì nữa? Ở đây thôi, test. Đây là gì? Thêm. Nhưng thêm ở đây là gì? Ta ghi thế này này, tức gọi là lưu. Lưu, nhưng lưu thêm. Rồi chạy lên ra cái gì nhá? Ra cái này này, thấy đẹp không? Không đẹp đúng không? Ta sẽ thêm cái gì nữa? Căn lá. Đây gọi là group chat này. BTN. BTN info. Info nhìn đi, BTN info thì nó là gì? Nó thế này ha, được chưa? Rồi, khi ta ấn cái này cái nên nó chạy đến gì? Xử lý, và hiện tại xử lý có chứ? Chưa có. Nhớ là xử lý, nhưng mà xử lý của cái gì? Chú ý là xử lý thì xử lý của category. Category đó là do vậy ta xử lý. Do vậy sau này sản phẩm sẽ có một file xử lý riêng. Chủ đề có một file xử lý riêng, bài viết có một file xử lý riêng. Đó vậy, đừng link là phải chỉ rõ. Nè, đừng link này, nhìn này, đừng link này. Index đến cái này là cây nào phải có. Cái này là ta đang chuyển đến gì? Category, còn cái này là xử lý của category. Được chưa? Thế thì trong này tôi sẽ thiết kế form bút chát deep class column MD. Ở đây tôi đặt là 6. Rồi, 6 là cái gì? Xin lỗi, 9 nha. Còn bên này đóng lại deep này. Bên này là deep column thì 9 thì còn lại mấy? 3. Rồi, bên 9 thì ta để thêm cái gì? Ta mở các sợi liều ra. Ta mở các sợi liều ra. Khi các bạn làm, thì các bạn để ý thiết kế, ta mở các sợi liều ra nhé. Rồi, chưa có gì hết. Rồi, mở các sợi liều ra. Ta đang thêm dữ liệu cho gì? Thêm dữ liệu cho cái gì? Cái gì? Category. Thế thì category này nhìn này. Category từng đi trường thì ID là từ đồng này. Nhìn này, ID là auto này. Mà từ đồng thì ta không cần thêm. Ok. Từ đồng cũng cần thêm. Các bạn ta cần thêm gì? Cần thêm cái gì? Cái tên. À, thế thì cái form này đầu tiên ta sẽ thêm cái tên. Input name bằng. Rồi, kiểu bằng. Kiểu thì ở đây tôi dùng kiểu test. Rồi, value tôi không để. Không, thì tạm thời thì như thế đi cái này nhá. Nó phải chạy ra nó rất là xấu này. Nhìn nó xấu này. Xấu không? Thế thì xấu thì ở đây tôi mình để ý này. Control Shift B nó có bút tầm form này, nó có một cái nhóm này. Đây này, nó có cái nhóm này. Thấy không? Rồi, cái nhóm này copy sang bên này cho thấy nha. Để cái này nó xấu thì tôi sẽ làm cái nhóm này này. Nhóm này. Đó. Thế thì cái nhóm này nó sẽ ra là cái gì? Để coi ha. Đây, nhóm này nó ra này. À, tên là gì? Cái này đẹp hơn không? Thế thì tôi nên dùng cái này, tôi copy cái này thôi. Rồi, cái này bỏ nha. Thế thì cái nhạc này, cái form này tôi bỏ đi nó luôn này. Và ở đây tôi đang là thêm là gì? Tên gì, loài gì, sản gì, ngọ đen ngủ để đi cho rửa mặt đây này, mới được 3 phút ngủ rồi đó. Nên sau còn riêng đi, đánh nó một cái. Ngủ rồi, đừng có chống tay, lấy cái dây cột trên trần nhà. Nha, rồi, cho nhìn lại là lúc thế này này. Ok ha, ok này, rồi. Ở chỗ này ta ghi chú cái này làm gì? Cái này cái tham số này này. Đây. Là tên gì? Loại sản phẩm này. Rồi ta nhìn lại có thể nó ra thế nào nhá. Ra thế nào này. Được chưa?
Rồi. Ta xong cái thứ nhất, thế thì ta bình danh như thế này, cái cách bình danh này, vẫn chỉ cái cách bình danh. Thường thường các bạn học Windows Phone cái gì á, thì thường thường là các bạn phải là, cây này là gì? Input đúng không? Input là thường thường chỉ dạy bình danh là cái gì? Là name bằng TXT. Và sau này là ta muốn thêm cái gì? Cái name đúng không? Ghi thế này phải không? Thường thường định danh thì ta phải định danh để sao để ta nắm được. Nhưng tôi chú ý một cái điểm này, các bạn nhìn bên này đi. Thống nhất này. Thống nhất nha. Các bạn nhìn bên này, cái trường mà ta cần thêm là tên gì? Trường mà cần thêm là tên gì? Chữ này chữ gì? Nên, thế thì bên này ta cũng nên đặt ra chữ gì? Nên luôn. Nhớ là cách đặt thế này thì ta dễ nhớ nhất. Đó là trong cơ sở dữ liệu tên gì ta đặt tên đó, đúng không? Rồi, là xong một cái này. Cái thứ hai, nhìn này, cái thứ hai này. Cái này, cái này này, cái này này. Cái thứ hai là dựa vào cái tên. Cái thứ hai là dựa vào cái tên. Cái này. Cái này là dựa vào cái tên. Ví dụ nhá. Ví dụ này, tên là sản, loại sản phẩm mới, loại sản phẩm mới. Thì cái mà slogan sẽ là loại sản phẩm mới. Thế có nghĩa là ta biến từ cái tên thành cái gì? Thành Alliance X Logger gì đó đó. Các bạn, cái này không phải là từ nhập mà ta lấy từ cái tên gì? Lấy từ từ gì đó? Cái này là gì? Cái này là name này. Có nghĩa là ta lấy từ cái name ra, được chưa? Nó phải hai trường là xong nè. Trường này ok nè. Trường này là gì? Trường này là ta muốn là lấy menu cấp cha. Nhưng nếu như nó là cấp cha rồi thì không cần lấy nữa. Giả sử ta muốn là tạo một cái chủ đề, nằm trong chủ đề là thời trang nam, là quần jean nam chẳng hạn. Quần jean nam là thuộc thời trang gì? Nam. Thế thì ta cần chọn chủ đề cha. Thế thì chọn chủ đề cha, ta sẵn coi làm bên ba này này. Ta copy cái này cho nhanh nha, ta copy cái này cho nhanh. Rồi, ta xóa đi cái trường này đi. Rồi, ở đây ta gọi là chủ đề cha hay là loài sản phẩm, loài cấp cha của loại sản phẩm đi, nó hơi dài nha, chú ý như thế. Chạy ra này, cần trông không đấy, ở bên này, được chưa? Bên này thì ở đây, cha thì nó ta bị tròn, không có vót. Ở đây trong thiết kế web hay lập trình web thì nó dùng là select gì? Dùng chữ select này này. Select này. Rồi, đóng lại select này. À, rồi sau đây ở đây gì? Option này. Đóng lại option này. Ta dùng cấu trúc này là select option. Thì định danh cho nó là gì? Định danh cho nó, ở đây tôi sẽ định danh là, trong này là gì? Chữ gì? Parent ID. Parent ID. Thế thì ở đây tôi định danh là Parent ID. Rồi tiếp tục xuống đây ta sẽ có value. Value, nếu như value mà để trong mặc định ở đây thế này là cha, khi chạy lên thì nó ra thế này này. Sao nó không chạy được? Đừng có nói đứng máy nè. Ờ, đứng thật. Đây, chạy lên này, là cha này. Thế thì cái này nó hơi xấu đúng không? Các bạn thêm cho tôi cái class bằng home control. Đây này, nhìn bên trên đây này.
form control. Thế thì các bạn chạy lại đi. Oh, what? Rồi, ở đây, ở phía dưới này này, tôi sẽ có rất nhiều cái loài nữa. Nhưng cái này tôi được lấy từ cơ sở dữ liệu ra. Cái này tôi lấy cơ sở dữ liệu ra chứ không phải là tôi từ lò. Các bạn một tí nữa ta sẽ gì? Lấy sau nhá. Ta thiết kế cái đó đây. Được chưa? Nha. Rồi. Tiếp tục. Bực mình nhá. Order. Thế thì mục đích của tôi là thế này, khi mà ta thêm một cái loài thì ta muốn là loài đó nó nằm sau cái loài nào hay là nằm trước cái loài nào. Đó, tại vì cái này nó là dính đến menu. Nó phải ở đây tôi cũng dùng cái loài. Thế thì tôi sẽ gì? Copy tương tự cái này. Copy tương tự cái này, nhớ là tương tự nha. Ta sẽ đưa xuống đây và ta đổi tên là gì? Vị trí. Vị trí. Được chưa? Và cái này ta đổi tên, trùng tên với order S. Tại sao order phải có S? Đó là nhìn này. Ở đây ta đặt là order có S. Tại vì khi ta truy vấn cơ sở liệu thì nó có một câu lệnh là order by. Thế thì order là từ khóa của SQL nha. Rồi xuống đây ta có hai cái này nữa. Hai cái này đó. Trước khi đi vào hai cái này, tôi nói cái này trước này. Sau tôi chuyển nhá. Cái này này, một tí là ta cùng lấy từ cơ sở dữ liệu ra. Cái này ta một tí là ta cùng lấy từ cơ sở dữ liệu ra này. Được chưa? Rồi do vậy cái này tạm nơi cứ để như thế này. Rồi tiếp tục này. Hai cái này, hai cái này là liên quan đến sale. Liên quan đến sale. Giả sử khi ta mở ra một cái loại sản phẩm thì Google nó có tìm ra cái loại sản phẩm hay không, gọi là sale. Thế thì để hỗ trợ sale thì ta sẽ làm thiết kế cho nó ở bên cái phần gì? Bên phần này ta copy cái này. Rồi, ở đây ta gọi là mô tả. Mô tả, được chưa? Thì cái thẻ của nó không phải là thẻ này, mà tôi dùng một cái thẻ khác, đó là test. Rồi không ra luôn. Đây này. Không ra, tôi dùng cái đây. Test. Đây. Rồi tôi dùng cái này. Tôi dùng cái thẻ này. Set A này. Rồi định danh của nó thì ở đây này, nhìn này. Meta DAST C là mô tả. Meta DAST mô tả. Rồi các bạn thêm cho tôi ở đây cái class này là này. Đấy. Và các bạn copy cho tôi thêm cái này xuống một lần nữa. Và đổi tên cho tôi thành từ. Từ khóa. Từ khóa là meta key. Meta key đúng không? Meta key đúng rồi. Và chạy lại này. Ta có được cái này rồi. Được chưa? Hai cái này này đó. Để chú ý như thế. Rồi tiếp tục cái gì nữa? Tập trung đi. Bốn cái này là khi ta log in. Khi ta log in nó có được hai cái này. Khi log in nó có hai cái này. Hai cái này là một ngày hiện tại. Ngày hiện tại thì là ta từ gì? Từ lấy này. Đó là bốn cái này là ta không có thêm từ form này. Được chưa? Thế thì còn lại cái này. Còn lại gì? Càng thái. Khi các bạn thay một bầu tin thì các bạn muốn trạng thái của nó là gì? Xuất bản hay là không xuất bản thì đúng không? Thế là trạng thái của nó là gì? Thế thì ở đây ta sẽ thiết kế ra một cái mục là trạng thái nữa. Thế thì trạng thái thì các bạn để ở phần gì? Phần bên này và các bạn tương tự như thế này, tôi đổi lại trạng thái. Trạng thái, được chưa?
và trạng thái là stay ID, nhớ là đặt tên cho đúng nha. Và nếu như tôi nói một nó xuất bản, hai là gì, không xuất bản hay là chưa xuất bản, ba là gì, ta quy ước nhá, nhớ là ở đây ta quy ước là gì, đã gì, đã xóa. Xóa hay là thùng rác, thùng rác. Rồi chạy lên, đây chạy lên, nó có được cái form này này, đây được chưa? Thế thì đây là cái form mà ta đã thiết kế xong. Bây giờ bạn sẽ ấn vào cái nút gì, ấn vào nút lưu, nó sẽ lấy dữ liệu ra, ấn vào nút lưu nó lấy dữ liệu ra, và cái gì, track vào cơ sở dữ liệu. Thế thì ta sẽ ấn nút lưu đây này, mà trước khi ấn nút lưu thì khi này các con nói là ở chỗ này ta lấy từ gì, ta lấy từ gì ra, ta lấy từ cơ sở dữ liệu ra, do vậy ta sẽ lấy cơ sở dữ liệu ra trước. Đây trên tôi sẽ lấy cơ sở dữ liệu ra từ cái bảng category bằng loạt một category à, và ta đã gọi đến cái lớp đó, và tôi sẽ tạo ra một cái list category bằng category, và ta sẽ thực thi cái hàm gì, query sorry category gì nhỉ, hôm trước lần làm nói list đúng không, list là tất cả không đúng nha. Rồi ta sẽ chạy vùng lập cái này, chạy vùng lập cái này for list category as row list row category đi, row get được chưa. Rồi mục đích ta chạy vùng lập ở đây, ta sẽ nối thành một cái biến HTML hay là str đi, str parent ID bằng, bắt đầu bằng rộng. Và mỗi lần chạy như thế thì ta sẽ có được cái gì, mỗi lần chạy như thế ta nối lại này, chú ý này, cách làm nối này, và ta nối cái chữ option này, đóng lại option này, option là cái này này, hoặc là copy cái này lên cái này này. Đó, nhưng khi copy lên thì để ý một chút xíu này, cái này đổi là gì, giống như đơn này đấy. Thế thì option ở đây ta sẽ lấy giá trị, giá trị thì từ cái gì, từ cái này mà ra, ta lấy ID, còn cái còn lại, cái còn lại là bên này này, cái còn lại thì ta lấy từ name, ta lấy từ name ra. Và sau khi chạy xong khỏi cái này, ta có được một cái chuỗi HTML này, và ta sẽ ê cho vào đây, nhớ là trừ cái dòng đầu ra nha, trừ dòng đầu ra, BHP ê cho cái này ra. Và khi ê cho ra, ta chạy lại này, ta có được cái danh sách này, được chưa? Đó, có một cách nữa, có một cách nữa mà tôi có thể làm ở đây cho các bạn coi, nhưng cách này không nên làm, có nghĩa là do tôi lấy order nhá, order tôi cũng lấy từ cái này luôn, lấy cái này luôn đó, cũng nghĩa là cái này luôn, tôi chạy vòng lập for gì, trừ cái đầu nhá, trừ cái đầu, và đây là bên bè rồi hai chấm. Đó. Và xuống đây thì nó gì, đóng lại
and for ye. Đấy, and for us, cái này xóa đi. Và ta chạy cái này ra coi thì nó ra cái gì nhá. Ta chạy lại coi nó ra cái gì nhá. Hiện tại này. Rồi ta chạy lại này. Ô, dòng 52. 52 ở đây. For 2 chấm. À, xin lỗi, thiếu chữ gì? Thiếu chữ e. Rồi chạy này. Rồi chạy này. Sao nó ra chỉ la la nhiều thế nhỉ? Hiểu không? À, tại vì ở đây ta sẽ lập đi lập lại cái này nhiều lần nữa nè. Ta lập đi lập lại cái này nhiều lần. Thế thì cái này ta sẽ in ra gì? Và đây ta e cho cái gì? E cho cái gì? R kép nêm. Thử ra nhá, cái nêm. Rồi đây chạy lại. Thôi chạy lại này, nhìn đi. Được nhá. Rồi thế thì cái này ta để thế này cũng làm được. Xem trong tài liệu là cái gì ha. Rồi ta để nâng đi gọi là không tròn. Cái này có nghĩa là không tròn này. Không tròn nghĩa là ta hiểu là gì? Không tròn mật định nó là bằng gì? Không tròn là bằng không. Ở đây không tròn cũng bằng không luôn. Là vị trí số 0. Hay, còn vị trí cái này ta phải ê cho cái này lại nữa. Nhìn này, ta phải ê cho cái này lại nè. Nhưng ê cho cái này ta lại lấy khác cái thằng này một chút xíu. Thằng này lấy từ cái gì? ID. Còn thằng này ta lại sẽ lấy từ cái gì? Từ cái gì? Order. Order S. Nhớ là ta lấy từ order S. Đây, ta đổi lại cái này một chút xíu. Cái này là order gì? Rf đó, thì cách làm như thế này cũng được nhá. Đó có hai cách đó. L ra. Rồi tiếp tục. Tiếp tục. Tôi sửa lại giống nhau đi. Thế copy thêm hàng này nè. Tôi copy thêm hàng này nè. Copy thêm hàng này. Tôi đọc là SPR gì? Order gì? Order S. Rồi, tôi sẽ copy cái này thêm hàng này nè. Tôi đổi cái này là order S nè. Cái này là order gì? Là xong rồi. Và ta nói luôn là nó sẽ đứng gì? Sau. Chạy lại nè. In cái này ra này. Do phải xuống chỗ này. Thay vì ta làm dài dòng ở dưới này, ta sẽ thay thế kênh luôn. Đây. Và gì? SPR order gì? F. Kể lại, nó vẫn tương tự như thế. Nhưng nó có thêm như này. Sau. À, ghi chú là sau. Có nghĩa là ám chỉ cái điều gì nhỉ? Có nghĩa là cái mà ta đang chọn này, nó sẽ đứng sau cái này. Cái mà mình đang tạo á, nó sẽ đứng sau cái này. Đấy chưa? À. Nó sẽ đứng sau áo sơ mi. Được chưa? Hiểu ý gì? Rồi còn cái này. Cái này ta từ ngò đúng không? Cái này có phải ta từ ngò? Đúng có phải ta từ ngò? Thế thì cái bảng này lại không có ý nghĩa gì nữa. Ta đã có cái bảng này đấy. Thế thì ta lấy từ đây sang được không? Thế thì ta lấy từ đây sang, thế thì ta phải đụng đến cơ sở dữ liệu của cái bảng order gì? Order, ta copy thêm cái này. Và ta đổi là gì? Stay. Và đổi đây là gì? Stay. Stay này. Đây stay này. Và chạy lên cái thì stay nó có chưa nhá? Có stay chưa? Nhìn đi. Chưa có, ta sẽ tạo stay ở đây. Stay ở đâu nhỉ? Trong thư mục gì? Đấy đúng không? Mất đồ. Stay. Rồi, đổi lại cái này là thành stay đi. Được chưa? Stay. Rồi, các bạn mở cái này ra cho tôi. Mở cái này ra. Và ta đổi lại cái này là thành chữ
Space. Được chưa? Từ đó ta bay, cái bảng này là bảng nhí. Bảng này là bảng Space. Space. Và trong cái bài này tôi chỉ cần có một hàm thôi. Vậy tôi không cần để nhiều như này, xóa bớt đi. Nhớ là tôi copy những cái đã làm cho nhanh nhá. Được chưa? Và cái này không quan tâm trạng thái. Do vậy câu lệnh SQL của tôi là thế này. Không quan tâm trạng thái nhá. Do vậy selection from table không có trạng thái, cũng không có sắp xếp gì luôn. Thế này rồi. Và nó trả về tất cả một tìm. Và cái này ta đổi lại là stay gì? Stay list. Stay list cái này bỏ luôn đi. Đó. Đó. Đơn giản như hàng này là chỉ thế thôi. Rồi chạy lên này. Hết rồi. Đúng không? Hết rồi. Nhưng quan trọng là do ta phải lấy dữ liệu đồng ở đây. Mà hiện tại đang lấy dữ liệu gì? Tỉnh. Thế thì dữ liệu đồng. Thế thì ta chỉ cần làm gì đấy? Tay ta lấy ra đây. Giờ ta sẽ lấy ra gì? Lý chi? Bằng. Bằng cái này. Và ta truy xuất đến cái hàm gì? Hàm gì đây? Stay lead, đúng không? Stay lead. Rồi ta đã có rồi. Thế thì ta sẽ thực hiện vòng lặp for s. Ta sẽ thực hiện vòng lặp for s của list state, của list state, row state. Rồi tôi sẽ truy xuất order giống như thằng này. Đấy. Và ở cái này tôi đặt là str state bằng, bắt đầu bằng gì? Bằng rộng, đây cũng là bằng rộng, nối cái này lại. À, và cái này lấy từ cái này. Và lấy từ cái này. Đúng không phải là ID và name không? Xem coi đúng ID là name không? ID và gì? Name. Và ta sẽ ê cho cái gì? Ê cho cái biến này tại vị trí. Cái này nhớ là xóa hết nha. Xóa hết. PHP. Đấy, chấm phẩy. Sorry, e gì? E cho. Nó chơi lại này, chơi lại này. Còn nó ra không? Nó vẫn ra bình thường nhá. Rồi, số này dữ liệu đồng tôi đã lấy lên xong. Giờ nó sẽ xử lý cái nút. Nút gì? Nút gì? Nút lưu. Nhưng trước khi làm nút lưu thì tôi để ý cho các bạn một chút xíu này. Rồi. Rồi nhìn quay về này, quay về này. Tôi ấn vào nút gì? Nút đây là nút gì? Sửa. Ấn vào nút sửa, nó ra cái form. Ấn vào nút sửa, nó vẫn ra cái form giống như là nút lưu. Nút thêm. Nút thêm. Đây. Tôi copy cái thêm này này. Tôi đổi lại cái trừ gì? Update. Thế thì giờ nó chạy ra này. Và cái file sửa này tôi đổi lại một chút xíu để các bạn thấy nha. Đây là thêm mới loại sản phẩm. Ở đây tôi ghi chữ cập gì? Cập nhật. Và cái nút này là nút thêm lưu của thêm. Bên này lưu của thêm. Bên này lưu của thêm. Còn bên này là lưu của gì? Của sửa. Rồi. Đây. Lưu của cái gì? Sửa. Cái này ấn nó vẫn chạy đến đây. Cái này ấn nó vẫn chạy đến đây. Cái thêm. Cái thêm này ấn vào nó cũng chạy đến đây. Thế thì ta sẽ nhận diện bằng cái nút. Cái nút thêm thì ta sẽ ấn vào chữ thêm. Nút thêm này thì ta có chữ gì? Chữ thêm. Còn cập nhật thì ta ấn vào chữ gì? Cập nhật. À. Được chưa? Cho mày thêm cái chỗ này là nút thêm. Thêm thì chỗ này là nút thêm. Cập nhật thì ở đây là nút gì? Cập nhật. Ồ, mẹ không có nhiều người cùng thế.
Tống mù à? Hình như thương mà có ngoài hàng á. Không ạ. Nhưng mà mấy đứa này thì chắc lắm không có bóng đá đâu. Đi game không ạ? À? Sao vậy? Nhìn này, bên cái cập nhật thì tôi có đưa cái nút gì? Cập nhật, bên nút thêm thì tôi đưa nút gì? Nút thêm. Thế thì để làm gì? Để khi tôi ấn nút sang bên này, này, tôi sẽ tạo ra một cái file này. Rồi, tôi sẽ tạo ra một cái file này. File này là thuần túy về PHP. Thuần túy về PHP, các bạn mở PHP, cuối cùng đóng PHP. Nếu như tôi ấn vào nút gì? Thêm, nhớ là ở đây tôi sẽ ấn vào nút gì? Thêm, thì chỗ này ta sẽ xử lý gì? Thêm, ngược lại, không phải ngược lại, nó tôi ghi thế này luôn. Nếu như ấn vào nút gì? Đi đây xử lý cập nhật. Rồi, thế thì tôi chạy lại này. Chạy lại này. Tôi đang ấn, tôi đang làm nút gì? Thêm, tôi ấn vào nút lưu đấy này. Ồ, trong số 3, bị gì nhỉ? À, đấy thiếu dung ngoặc. Nó thiếu dung ngoặc. Rồi, chạy lại này. Rồi, chạy ra này. Tôi vừa rồi đang ấn vào nút gì? Thêm, thêm nhá. Còn giờ tôi sẽ thoát cái này đi này. Tôi ấn nút cùng là nút này. Như là ấn này. Ta đang xử lý gì? Xử lý gì? Cập nhật nha. Nhớ là hai cái nút đều xúc bích đến một chỗ. Hai cái nút mà cùng xúc bích đến một chỗ. Ta phải nhận diện với ta đã ấn vào nút gì? Nút gì? Chứ phải cái nút đó phải có định danh. Chú ý, nút đó phải có định danh. Ta quan tâm định danh. Cái nút ở bên cập nhật là cái nút này. Định danh của nó là cập nhật. Còn bên phong mềm thì định danh của nó là gì? Hay thì khi ta ấn vào nút này nó phải chạy đến đó. Ấn nút theo nó phải chạy đến đó. Thế thì ta sẽ cần rồi. Thế thì tôi sẽ làm thêm trước nhá. Thêm trước này. Thêm này. Tôi ấn vào đây. Trước khi đó tôi gõ dữ liệu với đấy nhá. Rồi tôi nói là tên này. Loại sản phẩm. Thêm vào phẩm. Thêm vào ngày mùng 8 tháng 11. Được rồi. Đây là mô tả. Còn đây là gì? Keyword. Từ khóa. Khóa ngủ ít. Thôi tập trung đi. Hiểu từ khóa là gì? Cái gì? Từ khóa là những cái từ mà ta liệt kê để ta Google. Khi gõ những chữ này thì nó sẽ gì? Tìm thấy cái tập tin của mình. Đấy thôi. Rồi chủ đề tôi chọn là dây nam. Chủ đề cha tôi chọn là dây nam. Vị trí tôi không chọn. Tôi chọn trường hợp là chưa xuất bản. Chưa xuất bản là trạng thái là bằng 2. Rồi khi ta ấn nút gì? Rồi cái phần xử lý thêm. Phần xử lý thêm này tôi sẽ tạo ra một cái mảng là My Data bằng array. Tôi sẽ lấy một cái mảng như thế. Và cái mảng này tôi sẽ lấy dữ liệu. Tôi copy cái này xuống để các bạn thấy được nha. Copy cái này xuống. Rồi, thứ nhất đây các bạn nhìn này, ID là tăng tự động này đúng không?
Thế thì thứ nhất ta cần lấy là cái gì? Này, nhớ là cái chữ này ta lấy từ đâu ra? Cái này ta lấy từ đâu ra? Từ gì? Từ tên trường trong cơ sở dữ chữ liệu, được chưa? Thứ hai là gì? Sơ lơ u gơ. Nhớ là gò cho đúng nghe. Gò sai là không bao giờ thêm được đâu. Nhớ là gò đúng. Nếu như không gò được thì kia. Đấy, không gò được thì copy. Không gò được thì copy. Đấy cái gì? Order S. Đấy gì nữa? Meta key. Meta DESC. Nhớ là phải gò cho đúng, được chưa? Rồi, đến grid gì? Cây này là sinh viên chúng ta đi làm hay thiếu nhất này. Đứa nào cũng ghi thế này hết. Chú ý là có chữ gì? Có chữ D. Chú ý cái điểm này có nhiều đứa tại vì cái đọc grid, grid up. Đây, cái này là nhớ là được thêm lúc nào và grid gì? By. Rồi, copy cái này xuống, thiếu ba cái nữa. Copy cái này xuống. Là gì? Update. Thêm D luôn. Cái này là gì? Update D. Và cuối cùng là cái gì? Đây. Và cây cuối cùng thì không có chọn phẩy nữa. Nhớ là cây cuối cùng là cây không có chọn phẩy nữa. Thế thì ta sẽ tạo một cái màng. Ta sẽ tạo một cái màng bằng khóa của nó là thế này. Thế là giá trị chúng ta để từ gì? Giá trị chúng ta lấy từ form nhé. Thế thì giá trị ta lấy từ form. Rồi, thứ nhất cái này ta lấy từ form. Thế thì bên kia ta dùng phương thức bot. Thì ở đây ta sẽ dùng cái gì? Bot. Bên kia ta đặt tên gì nhỉ? Bên này ta đặt tên gì? Tên gì? Name. Thì chú ý một điều này. Chú ý một điều này. Đây name, đây cũng name. Thế thì ta định thế này thì nó sẽ dễ nhớ hơn, đúng không? Rồi, cái thứ hai nó dựa vào gì? Cái thứ hai khi này ta nói rồi nó dựa vào cái gì nhỉ? Nó dựa vào cái name luôn. Cái thứ ba đó là parent ID. Cái thứ tư là cái này. Cái thứ năm là cái này. Cái thứ sáu là cái này. Cái thứ bảy là cái này. Hết. Cái này thì ta copy từ bên này sang. Cái này copy từ bên này sang. Cái này copy từ bên này sang. Bên này ta copy từ bên này sang. Rồi cái này ta copy từ bên này sang. Còn cái này thì ta lấy tạm thời, ta lấy từ cái này cái đấy nhá, ta chưa xử lý nha. Rồi cái này, grid add. Các bạn thêm cho ta hàm D. Chữ gì nhỉ? Year, month. Đây. Cách ra. H, I, S. Rồi copy cái này xuống luôn. Rồi còn cái này lấy từ đâu ra? Cái này lấy từ cái phần này này. Chú ý này, hôm trước ta làm có cái gì login và hôm trước muốn chạy được ta đã lưu cái gì đấy? Cái này là cái gì? ID này, các bạn ta lưu lại cái này này. Đấy, lưu lại cái này. Rồi ta ring r ra nhá, ring r cái my data xem nó là cái gì ha, my data xem nó là cái gì, cái thư này. Rồi cái này nhìn đúng rõ, cái này nhìn đúng rõ, ta e cho cái gì thế này để các bạn nhìn để cho nó rõ này. À
thế này để các bạn nhìn rõ hơn ha. Rồi nhìn này, ok chưa, nhìn thấy rồi đúng không? Cái người mà cái bài này trạng thái có cái đứa nào không xuất bản này đúng không? Cái này có nói không? Rồi ai là người đăng bài này? Tôi đăng này là ID 11 này. Rồi thứ hai là ngày nào có thể ngày này không? Sai, cái này là bị y gì? Y lớn thì nó lấy 4 ký từ từ nhá, nó phải đầu đặt chút này. Nhìn cái đúng thì ta mới thêm. Đây, cái này là chú ý là y lớn này, y lớn này, thôi chơi lại này, đúng không? Sẽ đúng với năm 2017 nhá. Rồi, về là ký buồn, ký là nó gọi gì? Ký buồn từ khóa, đủ ít thôi, tập gì gì đó, đó là một mô tả thì đó chỉ ký chữ mô tả, là đúng nhá. Rồi, tiếp tục. Loại sản phẩm mà tôi đưa vào là vì lý tố là gì? Giấy, giấy nam. Rồi order tôi không có tròn thì nó mặc định là bằng gì? Có thể là vì lý không? Rồi name đúng chưa? Cho quan trọng nhất là cái chữ gì? Chữ gì là này? Rồi các bạn lên group của tôi, lên group của tôi có một cái file. Có một cái file. Chú ý lên group của tôi có một cái file này. Các bạn lấy về, các bạn đưa vào trong thư mục của mình nhé nhá. Đây. Ờ đây, BB co my class đây. Vì cái này không có dài lắm, không có từ gò được đâu nhá. Nhớ là cái này ta không cần. Rồi ta copy luôn cái file này sang. Copy cái file này sao luôn, copy này và ta để trong thư mục demo của mình này. Cái gì, lớp A này, co này, ta để đây này, đây my class. Rồi cái hàm này, cái phần này ta không quan tâm, nó phải bỏ đi. Rồi thế thì ta muốn xài my class ta làm gì? Muốn xài my class này này, thì giờ tôi mới nói này, cái thằng cập nhật nó không dùng my class, cái thằng này ta dùng my class, thế thì my class này ta để ngoài my class đi, được chưa? Bằng loạt class của cái file là my gì? Cái này nó nằm ở đâu ra? Nằm trong thư mục kia tập tin gì? Trừ đâu lên hiệu đã biết được cái gì rồi đúng không? Rồi chạy lên cái ra phòng đây này. Chạy lên. Ồ nó báo lời. Báo lời là vì cái gì? Vì nó nói cái hàm này không có này. Hoặc là bị sai này. Cái hàm loạn cái lá nó bị sai là không có. Thế thì các bạn vào trong tập tin co và trong tập tin loạt, các bạn sẽ thấy được đó là cái gì? Co loạt này, vào trong thư mục co và trong thư mục loạt, các bạn mở cái file này lên, mới có component là 1 này, mốt đồ là 2 này, đã có loạt chưa? Đã có loạt cái lát chưa? Chưa, các bạn copy cái này, nhớ cách làm này, copy này này, enter xuống này, rồi đổi lại là gì? Class này, rồi name này, chuẩn hóa name này, rồi sau đó class nó nằm trong gì? Là xong rồi, chỉ cần thế này thôi, đó, anh nghe nhau? Là đưa cái tên vào này. Chọn quá cái bài này, include cái này vào luôn này. Mà cái này nó nằm trong thứ mục gì? Đó. Còn cái thằng mút to thì nó nằm trong thứ mục gì? Mút to nó phải lo này. Và new cái lá của mình để sẵn thôi. Để chạy đài nó làm không?
chạy lại, rồi chạy lại này, chạy. Oh, giờ nó bảo mai cần lát, không có. Có đúng chưa nhỉ? C-O-R-E. Sorry. Sorry. Tại sao không gọi được nhỉ? Khi mà ta gọi thế này thì thằng này nó không có một ý. Adami đúng không? Thế gọi thế này nó không có một Adami. Thì thằng này đến thì gọi thế này nó cũng phải nó không có một ý. Adami chú ý thế này nhá. Nó gọi thằng này thì nó có Adami. Thằng này có Adami, thằng này đâu không? Rosai cũng phải có Adami đâu. Không, nó phải tăng may, nó sẽ chạy đường đến chúng ta đang dừng tại các người dùng. Do vậy, ta sẽ nói là nếu như hai này mà không tồn tại. Do vậy, tôi ghi thế này này. Tôi ghi lại thế này. Cái này ta sẽ nối thành một cái bát này. Cái này ta sẽ nối thành một cái bát này. Đứng chân này. Đấy. Và tôi nói, nếu như cái gì nhỉ? Nếu như file exit của cái bát này ghi thế này gọi là tồn tại, ghi thế này gọi là tồn tại, mà hiện tại chạy nó không tồn tại, các bài tập phủ định. Nếu như không tồn tại thì cái chuỗi này ta sẽ đổi lại như sau: chấm chấm sẹt là trường hợp gì? Đang làm ở trong ADB thì chấm chấm sẹt là nó đi ra khỏi cái mục ADB. Còn ở đây nhớ này, ta lấy cái chuỗi này nữa. Cái chuỗi này ở các người dùng là có. Các người dùng thì nó không vào đây. Mà ta cũng thì nó vào đây. Và sau khi ta gọi tác là được đi bán ta được vào đây rồi, đúng không? Rồi, nó sẽ dùng cái bát. Thế thì cái trường hợp này là dùng chung cho cả trang người dùng và trang quản trị. Được chưa? Thế thì bát là đưa vào đây. Rồi, chạy lại này. Hết rồi chưa? Hết rồi rồi, nhiệm vụ của mình là biến cái thanh này thành cái trừ mà cái này nó nói, đúng không? Thế thì cái hàm này nó đã xử lý cho ta rồi. Cái hàm này này. Hàm có tên là str. Đấy, thế thì ta sẽ xử lý nó như sau. Đây, cái tên này ta đặt là gì? Tên này là mai gì? Cái lát trỏ đến cái hàm này, ta đóng mở ngoặc cái này và ta lưu lại này. Đổi nhá. Hãy đổi nhá, cái này nè. Đó là cái hàm đó thì làm nhiệm vụ để chuyển từ cái đó sang cái này thôi. Sau khi đặt xong thì ta cần lưu, được không? Đặt xong thì ta lưu đó. Lưu thế thì trong lệnh lưu ta sẽ làm như sau. Đây. Khi xong được rồi, cái mạng này nè. Đấy là chỗ này ta đã có được My Data này. Ta sẽ lưu thì bằng cái gì? Ta comment lại nhá. Chú thích làm một tí nữa tôi sai sau nhé. Rồi, tôi sẽ dùng gì? Category. Lưu là in gì? Insert. Và tôi truyền cái gì? My data sang. Chạy cái nó ra cái gì nè? Nó báo cái gì nhỉ? Dòng 21, không hiểu cái này là gì. Tên này ta định đi mà. Có chưa? Chưa có. Giờ ta hỏi này, cái thằng category của cập nhật cũng sai, lưu cũng sai, chắc phải ta nên làm ở ngoài, đó là gì? Category bằng loát gì?
Muri. Đây, sao nghe chạy thư này, chạy thư đài này. Chứ nó báo là cái ham này gì? Nó báo cái ham này không tồn tại đấy. Ham này này, cái này có rồi, nhưng cái này không tồn tại. Các bạn ta sẽ tạo ham insert. Rồi, trong cái gì? Trên này không có. Đây, admin, một đồ, category. Đây, lead có, update có, đeo có, đi theo có, chỉ có insert là không có. Không, thế thì ta sẽ làm gì? Function in category gì? Insert. Category insert và insert thì ta cần cái gì đây? Truyền vào cái gì? My data. Truyền vào my data. Thế thì ta sẽ làm thế nào ta sẽ có được câu lệnh này này? Đúng này. Câu lệnh SQL bằng insert into table là zip gì? Zip table đóng lại value s. Rồi, e cho SQL. Chào tất hỏi chạy lên thử nhá, chạy lên. 56 sai gì nhỉ? Ở đây chưa có dấu đóng. Rồi, chạy lại. Câu lệnh insert into này đúng chưa? Câu lệnh insert into này đúng chưa? Học ta sợ liều. Insert into đúng chưa? Cái chầu này ta cần nước cái gì? Bên trường không có sợ liều đúng không? Còn bên này ta có gì? Giá trị của nó. Mà bên trường thì ta lấy từ đâu? Tên trường ta lấy từ cái này. Đúng không? Mà cái này mà sai thì nó dẫn đến việc gì? Sai tên trường. Thế thì ta sẽ chạy vòng lặp for gì? Ta chạy vòng lặp for s của đi fill trở đến gì? Fill value. Cái này gọi là key value. Thế nên cho nó dễ hiểu đi. Đấy. Thế thì tôi sẽ lấy đưa vào đây một cái biến str fill. Str fill. Str fill bắt đầu bằng gì? Bằng trống. Và mỗi lần chạy str fill nó sẽ được cái gì? Nó sẽ được cái key chấm phẩy. Rồi chạy thử nó ra cái gì. Wow. A gì? A S thiếu. Đây chạy lại. Nhìn nè. Thấy à? Nèm nè giữ cái gì nhỉ? Giữ cái gì cuối? Dấu phẩy. Rồi, giữ dấu phẩy. Ở đây ta cách ra, cách này nhìn này. Cho nó lại này. Rồi, lăn chuột xuống này. Nó giữ dấu phẩy phía gì? Phía cuối. Giữ dấu phẩy ta dùng cái gì nhỉ? Đi ra khỏi, tôi sẽ thứ nhất. Cây này sẽ bằng R trim. R là bên phải, trim là xóa những ký từ trắng bên phải. Nó bây giờ nó sẽ xóa đi ký từ trắng cuối cùng này. Nó chạy này, nó ra này. Mất ký từ trắng chưa? Tôi xóa luôn ký từ gì? R phẩy này. Xóa luôn ký từ phẩy thì tôi sẽ thêm cái lần R trim này này. R trim này. Xóa ký từ phẩy bên gì? Bên phải này. Nó ra này như này. Mất chưa? Rồi, còn bên này
này thì ta phải đưa cái gì cho nó hợp cú pháp này, bên này hợp cú pháp này, bên này ta phải đưa là gì này, thế này này, đó, dạng này này, có nghĩa là nó bị nằm trong dấu gì, nó bị nằm trong dấu nháy đi, như đơn đúng không? Mà ở chỗ này là value thì tôi sẽ định ra một cái gì? STRV value ban đầu bằng rồng. Và sau mỗi lần chạy nó được cái gì? Được thứ nhất, chú ý này, nó phải có số nháy nháy này, nó có số nháy nháy này, phẩy này, cách này. Và trong số nháy là gì? V này. Và ta sẽ in cái này ra đây các thử nha. Rồi chạy cái nó đúng cú pháp không đây nè. Đúng chưa? Tên này nằm trong số nháy, ok chưa? Trong nháy đóng lại này. Các bạn thấy lại giữ cái gì đó nhỉ? Giữ cái gì? Sao đây? Dư cái này, thế thì cách xử lý của cái vấn đề dư ở đây đã làm rồi. Copy cái này xuống. Rồi ta đổi lại là cái này thôi. Copy, dán, dán. Rồi ta chạy lại cái nó đúng ra không? Hết chưa? Hết rồi. Thế thì hết rồi, ta sẽ thực hiện truy vấn. Cái này là truy vấn. Thế thì hôm trước tôi có là gì? No query research. No query research là chạy mà không có cả cái gì? No kết quả. Truy vấn là không cả cái kết quả. Tôi có insert bắt đến gì? Thế là mà chạy thử với nó ra không nha. Rồi, muốn biết nó ra hay không thì giờ này nhìn này, nhìn này, nhìn này, nhìn này. Rồi cái bảng này có mấy mẫu tin? Có mấy mẫu tin? 30 mấy? 34. Có 34 mẫu tin. Tôi chạy cái này một lần nhá. Chạy cái này một lần. Chạy này. Giờ coi thử nó ra bao nhiêu mẫu tin. 34 giờ nó ra ba mấy rồi? Ba mấy? 35. Chạy thêm lần nữa này. Rồi bên này thêm lần nữa coi, 34, 35, giờ thành 30 mấy, 36 này, màu tí tức mới thêm này. Là 38, 30 gì? 38 và 30 gì? 38 và 39. Do vậy, sau khi thêm xong, thì nó có đứng đó nữa không? Sau khi thêm xong, nó có đứng đây nữa không? Không, nó sẽ chuyển hướng trang. Thế thì chuyển hướng trang là dùng lệnh hết gì? Location. Chú ý có hôm qua có một người đi thực hành ghi dấu cách cái này nó chạy. Cho phải ghi liền luôn nhá. Index.php hỏi option bằng category. Rồi nhảy lại. Rồi chạy cái thứ này, giờ chạy lại một lần nữa là nó thêm được 3 mẫu tin luôn. 3 mẫu tin này, thấy chưa? 3 mẫu tin thêm đúng quy tắc và trạng thái nó ẩn, đúng không? Đó, tôi làm nó sai không? Tôi làm nó bị sai không? Anh nói thay quá bờ rồ gì đó. Không, tôi làm theo tư từ. Thì các bạn cũng làm theo tư từ đó là có ý sai đó, được chưa? Thứ nhất là tạo ra một cái màn, nó có in thử nó thì nó màn nó thành công chưa? Đó, xong rồi. Tất nhiên còn xử lý ra cồn nữa đúng không? Xử lý ra cồn, giờ ta sẽ làm cập nhật luôn nha. Rồi ta xử lý ra cồn nó sao nhá. Có nghĩa là ba cái cung tên mà nó vẫn khen được, có đúng không? Ba cái cung tên đi, cung đường link đi, mà nó khen được, thấy có cồn không? Không màu, thế thì ta bị bệnh rồi này. Có thể là đạt có là không nhiễm về gì. Đạt có là không thể quen, mà đạt có thì trừ như thế đi. Không được trùng nhiễm.
Thế thì cái thiền đó ta chưa bàn đến, ta phải bàn đến sau, giờ cập nhật. Rồi, ta ấn vào cái nút sờ, nó vẫn lại chạy ra đây. Thế thì nó có một cái đặc biệt về giờ. Tôi sẽ lấy toàn bộ thông tin của nó đưa vào đây. Rồi sau đó ta đi sửa lại mới, đúng không? Rồi ta sẽ lấy thông tin của nó đưa vào đây, ta sửa lại mới. Thế thì đưa thông tin vào đó thì ta làm gì? Làm gì? Đưa thông tin vào. Thế thì ta sẽ sang cái cập nhật. Ở trên này tôi có loát cái này và tôi sẽ loát ra cái rào. Rào bằng category. Category detail có chưa nhỉ? Theo có detail chưa? Có detail chưa? Detail của ai đây? Thế thì bước đầu tiên ta phải làm gì? Bước đầu tiên ta phải lấy ID. ID ta lấy bằng cái gì này? Nhìn này, ID ta phải lấy bằng cái gì? Ở đây ID bằng mấy đây? ID bằng mấy? 40 đúng không? Thế thì ta lấy cái trending link này, hôm trước ta đã học rồi, đó là dùng cái gì? Đô la, ri gì? Và trên đó đặt tên là ID thì ở đây ta lấy ID. Đây, trên này ta lấy ID đi. ID đi. Cái trừ này ta đặt là ID đi. Ta lấy bằng trừ này này, ID nè. Là thế thì cái này là trả về số 40. 40 tôi truyền vào đây. Tôi lấy ra mẫu tin mà có ID bằng 4. 40. Thế thì tôi sẽ A cho cái giá trị vào vị trí này. Đây, tên. Value, ta thêm một cái trường đó, value bằng PHP A cho trên ta đặt là cái rào thì ở đây ta đặt là rào và ở đây ta lấy ra name cho chạy lên lại này. Đó chưa? Giờ ta muốn lấy cái này được không? Ok, copy cái này xuống rồi, bỏ vào vị trí đúng của nó. Và cái này là meta gì? Key meta gì? Direction. Rồi, mấy cái này lấy cực kỳ dễ luôn. Đây, mô tả là gì đây? Và khi ta ấn vào đây này, và ta ấn nút lưu này, thì nó sẽ lưu lại mới, đúng không? Thế thì cái này lấy bằng cái nào? Cái này ta chọn lấy gì nhỉ? Cái này ta chọn cái gì? Cái này nhớ là tôi có chọn từ dây gì? Dây ngang. Tại sao không biết chạy lên không ra từ dây ngang? Thế thì các bạn phải để ý cho một chút xíu này. Xíu này. Rồi. Chút xíu là ở đây ta cần tách ra giờ để ta xử lý này. Xử lý này nhá. Đây ta chạy lên này. Nếu cái row bằng cái r kết thì tôi e cho ra cái này, ngược lại tôi e cho ra cây chính nó luôn, nhưng cây này tôi thêm một cái tham con đó là select được chọn, cái này gọi là được chọn. Thế thì cái rau thì tôi lấy cái gì? Cái rau là mẫu tin hiện tại. Tôi đưa vào ID thử nha. Còn bên này tôi đưa vào parent ID. Rồi tôi chạy lên coi nó ra được không này. Đây này. Ra được không? Không. Thế thì đổi lại một chút xíu đi, bên này là parent ID. Còn bên này là ID. Tôi không còn nhớ, tư duy một chút thì được thôi, nhưng mà không còn nhớ. Rồi, ra trừ dây nam chưa? À, thế thì chốt lại này, bên phần row, có nghĩa là mẫu tin hiện gì? Tôi đang sửa mẫu tin có tên không? Tôi sửa mẫu tin này. À, và cái này nó đi vào cái bố, cái này
phổ tim này cũng như là thứ bố, mà thứ bố của nó thì bằng một cái màu tim trong cái danh sách của này thì ta sẽ đưa ra chỉ có duy nhất một cái thôi. Nó phải nó còn cái đó. Rồi tiếp tục, cây này ta nên làm không? Tại sao cây này ban đầu nó xuất bản, bây giờ nó lại không xuất bản? Hiểu đấy không? Cây này khi nào là nó trạng thái này mà đúng không? Đúng không? Tại sao chảy lên nó lại ra trạng thái này? Sao sai trạng thái này? Ý tâm bày không? Thế thì ta cũng xử lý luôn cái thằng này. Xử lý luôn cái thằng này. Do vậy ở đây ta cũng ít L. Ít L. Đấy, cây này tôi đưa vào dừa hai cái. Đấy. Và hiện tại tôi có cây này băng này, rau này. Rau thì nó có gì? Rau nó có một cái trường là stay. Ai đây? Ai đây? Nó có cái trường, con thằng này thì ta chỉ cần lấy gì? Ai đây? Và ở đây ta thêm cái chữ select đã được gì? Được chọn. Ta chạy lại này. Chạy lại này. Chưa xuất bản này. Thấy chưa? Thoát ra nhá. Thoát này. Ta ấn cái nút mà đã xuất bản này nhá. Đây, sửa cái này. Xuất bản này. Được chưa? Nó ra đúng rồi. Đây, thoát này. Sửa cái này này, chưa xuất bản. Có nghĩa là cây kích một cái mỏng tin mà chưa xuất bản, nên là chưa gì xuất bản. Rồi giờ ta sẽ ấn vào nút đi. Cây này không khó làm, cây này khó làm thì các bạn có thể nâng cho tôi được không? Khó làm là cái gì? Nó rất nhiều thứ để nói đó. Khó làm là thế này này. Giả sử tôi nói luôn này, khi tôi đoàn từ nó nằm sau dây nam, dây nam thứ từ là 3, tôi ví dụ thôi. À, thế thì khi tôi phân mới một cây vào là sau dây nam mà nó đứng vị trí thứ mấy? À, 4. Thế thì cái này ta làm còn thiếu này, làm thiếu này. Cái phần xử lý á, để ấy xử lý cây này là ta lấy ra vị trí 3 này, đúng không? 3 thì ta phải cộng thêm mấy? 1. Được chưa? Thế để ý này, nếu như nó bị lồi thì các bạn hút đắm bầu hoặc hút cho tôi này. Đó. Cho vậy cái này là vị trí 4 này. Rồi. Một tí nữa nhá. Một tí nữa có thể thêm một trường hợp đứng sau vị trí 3. Thêm một màu đi nữa, vị trí 3 thì nó cũng là số mấy? Sau 3 là mấy? Đó. Một tí nữa có thể gì? Thêm một màu đi nữa. Sau 3, nó là gì? 4, đúng không? Giờ như ta hỏi các bạn này, giao tất sổ một tí này, tất sổ một tí này, thì lấy cái nào ra? Hay là tôi lấy, tôi tí là tôi thêm một cái màu tính sau cái 4, là thằng gì? Sau 4 là gì? 5, sau 4 là 5, tôi sổ cái thằng 5. Thì lấy cái thằng này hay lấy thằng này hay lấy thằng này? Không biết đâu. Lấy thằng này hay lấy thằng này? Tại vì trước của năm, trước cái bóng tin mà tôi sửa là 4, đúng không? Thế thằng này 4, thằng này 4, thằng này 4, thằng này 4 thảo luôn rồi. Thôi, do vậy những cái trường hợp đó thì nói thẳng câu là chỉ có tôi vui nhưng nó không có gì nha. Không có gì lắm đâu. Đó. Rồi. Tất nhiên mình có cách, nhưng cách này không nên làm. Rồi. Thế thì cái trường hợp này ta chọn lại, được chưa? Chú ý là trường hợp này ta chọn lại. Hiểu ý gì? Chọn lại. Rồi ta nhập lại. Rồi ta nhập lại. Mô tả ta gọi lại. Giày nam giờ ta đổi lại là áo thun nhí. Phụ kiện đi, chưa xuất bản tôi gọi là xuất gì? Xuất bản rồi tôi ấn lưu ngay. Tôi ấn lưu mà. À, trước khi các bạn làm, các bạn bỏ cái dấu này cho tôi này.
Tại vì chưa làm cái gì nó chuyển hướng trang lại rồi. Rồi chạy lại này. Sửa cái mục tích này này. Rồi ta gọi tàu lao gì đây này. Rồi tàu lao thêm nhá. Chọn lại là gì? Phụ kênh này. Chọn lại này. Chọn lại này. Ấn nút lưu này. Rồi nó đang đứng đây. Và các bạn làm như thế nào để cho nhanh? Các bạn chỉ cần thế này thôi này. Copy này xuống. Xuống luôn ở đây đi nhé. Xuống ở đây. Nhưng đổi cho tôi là cái này là gì? Update. Update thì ta cần có hai tham số. Chú ý, update ta cần có hai tham số. Rồi. Hai tham số. Nhớ là update ta cần có hai tham số. Thì tham số thứ nhất ta đã có, tham số thứ hai ở đâu ra? Rồi. Thế thì tôi nói luôn, cái này ta cập nhật mới, cái này ta cập nhật lại mới, cái này ta cập nhật lại mới, order cập nhật lại mới, keyword cập nhật lại mới, chỉ có hai cái này là không cập nhật lại mới. Thì bỏ đi. Cái này này. Cái này là chỉ khi tạo nó mới có, còn khi cập nhật nó không có nữa. Bỏ hai cái này đi nhá. Thế thì cái bảng này nó chỉ khác như thế thôi. Nó cập nhật. Cái này. ID nó báo gì? ID này nhưng nó báo là bị gì? Bị lỗi. Thế thì cách làm nó không bị lỗi như sau. Bên cập nhật, bên form cập nhật, các bạn thêm cho tôi trong form một cái thẻ input name bằng ID, name bằng ID, value bằng PHP, E cho row ID. Rồi đóng lại cái thẻ này, đóng lại cái thẻ này, rồi giá trị đóng lại cái thẻ này, rồi chạy thử đi nhá, chạy thử đi. Nếu như thế thì bên này các bạn thấy nó có chữ 40 này xấu không? Thấy cái này xấu không? À xấu. Thế thì tôi chỉ các bạn cách làm nó đẹp hơn chút xíu này. Cái này các bạn thêm cho tôi cái chữ tai bằng hai đần. Hai đần là nghề sao nhỉ? Hai đần là gì? Ẩn. Có nghĩa là cái này nó vẫn có nhưng nó bị gì? Ẩn. Rồi ta gò lại này. Gò lại này. Rồi chọn chữ phụ kiện này. Rồi chọn sắt gì? Sắt bàn này. Rồi sau đồ vét này. Lưu này. Rồi nó đứng đây, ID nó bị lỗi. Rồi ID nó bị lỗi thì ta sẽ sang cái phần gì? Xử lý. Trên này tôi sẽ lấy ra ID bằng bot ID. Do hết bị lỗi này. Hết bị lỗi này. Hết bị lỗi chưa? Hết bị lỗi rồi. Sau khi cập nhật xong thì nó chuyển hướng trang. Cập nhật này mình làm chứ nhỉ? Làm rồi, chú ý là làm rồi nhá. Cái hàm này ta đã làm rồi. Rồi chạy này. Đúng không? Thôi ghi chữ tôi lao này không? Thấy không? Ban đầu chưa sắp bạn bây giờ nó đã gì? Sắp bạn này. Rồi được chưa? Thấy nó cập nhật lại chưa? Đó là xong rồi. Đây là xong rồi thì ta giờ chỉ có nhiệm vụ và xử lý ràng buộc đấy đúng không? Xử lý ràng buộc. Rồi. Tiếp tục này. Giờ tôi yêu cầu các bạn làm cho tôi cái này. Tôi làm cái này trong cũng bao nốt nhạc luôn. Thế này này. Ồ, cái này nhá, chủ đề đây, cái này. Cách làm này. Cái này là loài gì? Cái này là các bạn là chủ đề bài. Chủ đề bài viết, được chưa? Làm này, cách làm. Chú ý cách làm. Chú ý cách làm, rồi. Thứ nhất, tôi vào trong thư mục admin. Vào trong thư mục view. Tôi copy cái thư mục category, copy, dán. Và tôi đổi tên thành top big. Xong một cái. Cái thứ hai, tôi vào trong thư mục gì?
Một, tôi copy category, copy, dán, và đổi lại thành chữ topic. Hai cái. Cái gì nữa? Có cái gì nữa không? Hết chưa? Hết rồi. Thế thì trong cái topic này ta chỉ cần mở cái này ra, tìm kiếm những cái chữ nào mà category đổi lại chữ top gì? Topic. Rồi, nhớ là cái này viết hoa từ đầu. Là start luôn. Rồi thứ hai, ta phải vào trong view cái thư mục topic. Các bạn mở hết những tập tin này lên cho tôi. Tất nhiên để mà mở thì ta tắt hết những cái này đi. Rồi ta làm cho nó nhanh. Đây, open quit cái này hết. Được chưa? Control H. Control H là tìm kiếm mà gì? Biết tìm kiếm và gì? Thay thế. Control H tìm kiếm và thay thế hết. Control H tìm kiếm và thay thế. Control H tìm kiếm và thay thế. Rồi. Control H tìm kiếm và thay thế. Control H. Nhớ là cái cụm từ ta đọc đi đọc lại đó là tìm kiếm là gì? Thay thế nha. Rồi, lưu lại. Tìm kiếm là gì? Thay thế. Rồi, lưu lại. Wow, nó ra được rồi. Đây là quản lý gì? Cho thêm đi nhá. Thêm. Lưu. Wow, được luôn này. Hay không? Hay vì sao? Hai cái bảng này chức năng khác nhau nhưng cấu trúc của bảng y hệt nhau. Tên trường giống nhau, chú ý một điểm là tên trường giống nhau. Tên trường giống nhau, cấu trúc bảng giống nhau, chẳng sai gì hết. Nhưng cái này nó có mối quan hệ với gì? Mày biết. Còn category thì nó quan hệ với gì? Thế thì cái bảng ấy, thầy ơi, giờ em làm sản phẩm có được không? Ta làm sản phẩm cái nhá. Được. Sản phẩm thì phải làm gì nhỉ? Khi này làm rồi. Đây. Phòng view. Sản phẩm xóa đi này, cái này xóa đi này. Không cần này. Nó sẽ copy cái này này. Đổi lại là trừ gì? Product này. Rồi. Còn bên này có cái sản phẩm này, xóa đi nè, xóa đi nè, sản phẩm mình cũng đồn đây, copy nè, giá nè, đổi lại trừ gì? Rồi mở cái này lên, đổi lại trừ đây nè, nhớ là control H nè, thay thế bằng trừ gì? Product nè, rồi, đóng cái này lại, đổi cái trừ này viết hoa lên, rồi đóng tất cả các cái này lại, rồi, xong rồi ta đi vào gì? View, product. Bôi đen tất cả các tập tin này. Mở Control H. Một file. Hai file. Ba file. Bốn file. Năm file. Sáu file. 7 file, 8 file, 9 file, tổng số file của mình là 9 file, cho chạy này, chạy ha, quản lý sản phẩm, tất cả sản phẩm, lấy đâu, xóa sản phẩm được không, xóa này, 479 này, xóa này, 478 này, xóa này, không rác này, ok chưa? Nhưng chỉ khác một điểm thôi. Chú ý này. Các bạn phải làm lại cho tôi hai file. Đó là file insert và file update. Chú ý như thế. Cái file nào nó bị lời thì ta coi lời thì ta sửa. Tại vì người giáo sư những đầu là có phần phẩm nó có nên. Nhưng mình biết nó có nên mà nó không có title. Mình biết là tiêu đề con sự phẩm là gì? Nên, thế thì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hoa nhí. Sổ bằng em thôi nhá. Sổ bằng em thôi. Hôm sau tôi sẽ sửa lại cho các bạn bài này. Sửa lại. Và chú ý một đặc điểm đó là sản phẩm vì nó có ý có hình. Sản phẩm có hình, có ý. Chủ đề nó có hình không? Chủ đề nó có hình nhé. Thấy chưa?